nuôi heo thì mới có tiền nha các bạn. Nhớ làm là thợ mới bắt đầu á, các bạn nuôi cho mình con heo, nuôi cho mình con heo thì các bạn có thể sắm sửa tất cả những thứ mà cần thiết nha các bạn. Nhớ nuôi heo. Đây là giặt nhanh nè, giặt nhanh của Milwaukee. Đây là giặt nhanh của Makita. KTC. Những cái thương hiệu này nhiều khi xài cả chục năm nha các bạn. Kintuni của Đài Loan là cũng ok á. Kintuni là những cái thương hiệu Đài Loan chất lượng nha các bạn. Này Kintuni nè. Tiếp đèn. Cảo đặc biệt, dụng cụ đặc biệt đến từ anh Chiến Sài Gòn. Cảo ép dên nè, cũng ok á. Cái cây vít này vừa đóng vừa có thể dặn được luôn nha các bạn. KTC. Đây, các bạn thấy KTC. Chiều thì mới dọn vô, còn bây giờ đang đổ đóng nha các bạn. Đây những cái đầu cháu giật đầu bằng inox. Inox thì nóng với giật với cũng hư hết nha bạn. Đây là một số dụng cụ đặc biệt nè. Đây là chén cổ, lồng cổ. Lồng cổ này cũng xịn đó, Chiến Sài Gòn. Đây là cáo của Ai Gia nè, cáo qua lăng của Ed của Gia thì dùng cáo này nó chất nha các bạn. Dụng cụ đặc biệt là nói chung cái giá trị nó rất là cao. Cáo qua lăng, những cái phần này á, các bạn tự tìm mua tại vì những dụng cụ đặc biệt này rất là đắt. Đây là bộ ép trên cổ. Đây là cáo ác phi tông, cáo ác phi tông nha các bạn. Đây, cái này là để chịu, để làm phục hồi phục các bạn, phục hồi phục để nhấn xuống để lấy cái ác phè ra thì ai làm phục hồi. Còn cái này để lấy cái các bạn đang bể mà còn cái lưng nằm trong bánh xe để lấy ra. Cái này cũng được. Dạ yên. Ok, này bọc yên cũng kiếm tiền được nha các bạn. Máy sạc của Toto lại cũng ok á. Làm nghề mà các bạn chăm chút từng tí rồi nè mới có làm được nha các bạn. Này cũng hay. Nhắc bông, cái bông mua thương hiệu này xài cũng được rồi nha các bạn.